Có thì ấy mình có hai của mình mà anh em chờ nữa giờ không để ý gì hai của mình. Ú thôi xong nó chạy lên trên đây rồi ấy thì bên kia bắn. Ui xịt sổ quăng dính nào được rồi cái này cái lại còn đẩy lao lên 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 kiếm bắn. Ok kìa 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 bên hông mình có nữa này. Trời ơi sau quả bo này mình lên trên nắp này. Ôi rồi các bạn ơi nó kẹp thịt mình này rồi cái đấy á đủ gái à. Chị gái đẩy lên đây mà kiếm ăn này. Các bạn đang muốn tìm kiếm một nơi mua Free Fire hỗ trợ tốt hay nhiều vòng quay hấp dẫn mini game thỏa thức cho anh em max cấp lại nhân phẩm thì hãy đến với shopanhpho.com. Ok xong. Đây rồi, kim cương về luôn các bạn ơi. Đấy rút chậm chậm là kim cương nó về rất là nhanh và cũng nó không bị delay bạn ạ. Hôm nay là có ui có cả hành động đấy ui nhìn trông hành động trông bên vãi cả trưởng các bạn ạ. Nhưng mà thôi để mình săn luôn cho nó có bạn nhá, cái gì chứ thực sự là mấy hành động là mình săn thôi cũng chỉ là săn cho có thôi chứ mình cũng không có xài mấy đâu. Mà mình thấy là đợt này là anh Gà Rán sửa lại ba cái hành động đấy bạn, hành động baby sắc, hành động lắc mông các thứ bạn ạ. Ui rồi vậy còn thế đấy. Không biết là ở đây có bạn nào nhìn cái hành động này trông nó cứ bị bóng bóng nào không ạ? Bạn nào thấy bóng bóng thì bạn comment số 1 bên dưới bạn nhá. để xem là có bao nhiêu anh em là thấy cái hành động này nó bị bóng bạn ạ. Thôi để mình sẽ quạnh nốt để săn lấy cái lưỡi liềm này. Quái săn nó có thôi. Còn đến với cái khẩu thuốc sơn mới này. Sơn mới thì mình chưa có thì thôi săn luôn ạ. Nó có cái mắc 7 kìa. Mà cây mắc 7 mình có rồi, mình mong là nó ra cái khẩu thuốc sơn trước khẩu mắc 7 bạn ạ. Thì nó đỡ cho mình hơn bạn ơi. Ok. Ui trời ơi, cái mắc 7 săn quả cuối. Ui. Mà tính ra cái khẩu này nhìn trông chất lượng nhá. Nó tăng gì vậy ta? Từ vô phần vũ khí đi. Tiểu liên thô sơn cũng khá là nhiều ấy. Đây nó tăng thế khẩu này không ngon. Xài khẩu tốc bắn ngon hơn. Đâu nhở, khẩu thuốc bắn hình như ấy, khẩu thuốc bắn mình chưa có à? Ủa mình nhớ có khẩu thuốc bắn mà đúng không? Ơ sao lại à không, mình có hai khẩu. Ồ chính xác à. Khẩu này tốc độ thay đạn à, không phải thuốc bắn. Đây mới là khẩu thuốc bắn này. Khẩu này mình chưa có bạn ạ, không biết là anh Gà Rán mở bán hay chưa để mình vô trong shop mình săn luôn các bạn ơi. À đây. Bây giờ bạn có tin là mình mở phát một 11 hộp ra luôn không ạ? Đéo tin. Đấy, trời đất ơi. Nó phải như thế các bạn ạ. À. Ui dồi ôi, nói phát được luôn ạ. À. Chết thật bạn ơi. Để xem coi, cái hộp súng này là mình chưa có. À thôi, săn mấy cái khác đi. Săn mấy cái hộp 35 ấy đi bạn ơi. Đây như cái bộ hộp này. Mình đã có bao nhiêu kim cương đây? Còn hơn 800 à? Mình sẽ săn luôn bạn nhá. Ok, 45 lập lý này, 27 hộp. Ra ít nhất là tầm khoảng 2 khẩu chứ đúng không? Đúng này. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Còn cái nịt. Trời ơi. 800 kim cương ra không ra nào rồi luôn bạn ạ. Thôi. Nay mình sẽ không biết là chơi gì nữa để mình vô trong rank đi. Các bạn là mình cũng muốn khám phá cái đảo mặt trời xem như thế nào đến giờ thôi. Trận này đi ở đây. Đi solo đúng chứ. Nay kiếm trận nào đó nó hay để làm clip cho bạn xem nhá. Ok. Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái channel của anh Pho các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình bay dù hơi lỗi các bạn ạ. Kiểu bay mà không để ý ấy. Điếu nào bay nó rớt tận xuống bên dưới đây luôn. Mà thôi kệ không sao bạn ơi. Xuống dưới đây cũng được. Không có gì hết, mình lút đồ rồi xong mình vòng lên bên trên xem có gì ở bên trên đấy các bạn ạ. Nhưng mà mình không biết là ở đây có bạn nào chơi kiểu map đảo mặt trời. Cảm giác là cái bo nó thu đợt đấy thu nhanh đúng không bạn nhở? OB32 ở cái đảo mặt trời này ấy, cái bo nó thu nhanh cực kỳ luôn. Mà đến cái bo cuối thì nó nhịp độ trận đấu nó lại chậm lại bạn ạ. Ừ. Kiểu gì? À, nghe có tiếng chân của nó đi đâu vậy ta? Ừ, nha. Như là... À đây nó mới chơi. Nó mới chơi nóc nhà bạn ạ. À, anh nên này chơi thuật khét đây rồi. Ủa mà sao? À đúng rồi, nó leo ở bên kia nó chạy qua bạn ạ. Mình tưởng đâu là thanh niên này nó dùng skin bay lên nóc nhà chơi game. Đâu ta? Hello cho chơi. Ok à? Ôi. Ui dồi ôi, thế nào nó xuống dưới đất luôn này. Ấy. Ô. Sao mình chạy lên nóc nhà mình không thấy nó mà mình vẫn nghe thấy tiếng chân nó nhỏ. Ảo thật đấy. Ui dồi ôi. Hình như là có vẻ như là nó lách sang góc bên kia mà mình không để ý đấy bạn ạ.
Để chơi luôn, nó đang ở trên lầu 2 này. Ôi, góc nào ta? Rồi, đủ, hello chơi, á đâu. Áo đây, áo ray mùa năm luôn, khét đây các bạn. Ôi xời, nhưng mà lại hơi non đây các bạn ơi. Quấy, chiến lên, ôi. Tí nữa chắc có lẽ là mình sẽ phải mua cây UE ở đâu, cây mập 5 phụ kiện nó ảm không đủ xu nhờ. Với ra xu mình nghĩ là mình lên UE tiến mua kia. Ôi, thôi cái bo đã thu rồi. Đấy bạn thấy không? Cái bo ở phiên bản bo mặt không, tính ra là nếu mà cái bo 1, bo 2, bo 3 nó thu nhanh ấy thì cũng đúng hơn ạ. Căn bản là cái đảo mặt trời này nó rộng mà. Nhưng mà nếu mà thu nhanh như thế thì các bạn sẽ không có thời gian lút đồ lắm ấy. Kiểu vừa nhảy dù xuống lút được một hai cái bắn nhau xong phát là bo thu luôn rồi. Thì nó cũng hơi khó nhở. Mình nghĩ là anh gà đá lên cần sửa lại thôi. Bo 1 thu chậm lại tí, xong đó bo 2, bo 3 thu nhanh. Ừ. Còn có thời gian mà lút đồ. Nhảy xuống mút đồ có tí đâu phải rích xích đi chạy bo này. Khổ thật sự. Có thanh niên nó chạy bên dưới luôn này bạn. Đá đủ thiệt. Thu thiệt. Ê, nó đâm trên mình luôn kìa. Khẽ nhỉ, mà sao không nghe tiếng game người ta? Hay là do mình chơi... À, hình như là do mình chơi game. Bình tĩnh nào cho chơi. Hình như là mình chơi game có 180 phút đâm ra nó bị như thế thôi. Thì chắc là bạn nào kiểu chơi game mà kiểu chơi game 2-3 tiếng liên tục ấy, mà là nó hay bị lỗi cái tiếng xe, là tức là bạn kiểu nhiều lúc mà bạn không để ý minimap ấy, thằng địch nó chạy xe đâm bạn là bạn không biết ấy, là do là bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Chơi game quá tầm khoảng 2 tiếng 120 phút gì đấy là nó sẽ bị như thế. Thì nếu mà bạn muốn hết thì chỉ việc out game ra vô lại thôi là được rồi bạn ạ. Úi dồi ôi. Nó chạy có tí là xong phát là cái bo 3 xuất hiện luôn kìa. Thật sự chứ đảo trời không còn đón bo đâu. Ok. Mình nghe có tiếng đổ súng. Một thanh niên nó núp trong đây à. Á chà, nghe chơi chuột khét đấy bạn ạ. Từ mình sẽ lì xịt. À không, giờ nếu mà quang lưu đạn thì nó sẽ chạy ra. Bây giờ mình sẽ biết keo lại ấy. Ui giỏi đôi, đỡ hộ luôn. Giờ lì xịt cho quả lưu đạn thấy bà này. Lưu đạn thấy bà luôn. Rồi xong rồi, lọt khe rồi. Úi giời, đỡ nào được. Ok, ui hai kêu chết. À, nó có phụ kiện giáp máu thôi. Có phụ kiện giáp máu, ui giời ơi. Ê, quang quả lựu đạn đúng 200 tiết luôn bạn, mà nó không chết. Thì ra nó có phụ kiện. Không là quả đấy nó rụng rồi đấy bạn. Thôi để mình sẽ chạy bao bao luôn bạn nhá. À đồ quên. Ý, khoe khe động. Đặt bạn qua xem này. Úi giời. Úi giời ơi. Cái hành động động bơi sắc sửa lại trông múa dẻo vãi bạn ạ. Được đấy, quả anh gà đán update quả OB332 cực kỳ là chất lượng luôn em ạ. Ok á. Cái bộ 4 nó vào đây luôn cơ à? Ui giời ơi. Mình tính là lạc quả tanh bo nhưng mà... À mà không. Ok. Có khi nào cái bo nó vô cái cây xăng này luôn. Thôi để mình sẽ lên cái lầu 2 cái cây xăng này bạn nhá. Đấy, tranh thủ cơ hội lên cái lầu 2 cây xăng này bạn ạ. Còn ngay có khi bo đổ lên đây lại làm quả tanh bo trên nắp cây xăng là đẹp luôn. Có cái... Mình nghĩ là mình ngồi đây mình nằm thì nó sẽ an toàn hơn thôi. Kìa. Ấy có... Ấy mình có hai của mình mấy anh em. Trời ơi nãy giờ không để ý. Chỉ hai của mình. Thôi xong nó chạy lên trên đây rồi. Cài hai quả mình sớm tí nữa là đẹp rồi anh em. Nhớ nó đang ngồi. Ấy á. Bên kia bắn. Ui xịt. Vãi cả trưởng hai hướng nó bắn mình luôn kìa bạn ơi. Từ thành nó quăng lựu đạn mình đấy bạn. Úi sổ quăng dính nào được ngồi cái em này. Cái này còn đẩy láo lên. Lên lại kiếm bạn. Ok. Kìa. Bắn như vậy nó không đủ đạn nó chết bạn ạ. Rồi đặt kèo hướng bên kia nó bắn. Úi. Bên hông mình có nữa này. Trời ơi. Cách sau quả bo này mình lên trên nắp này. Ối rồi các bạn ơi, nó kẹp thịt mình này. Rồi nhìn kia đẩy lên. Á đủ chị gái à. Chị gái đẩy lên đây mà kiếm ăn này. Hư thật ra. Còn 3 đứa thôi game. Đi này. Bắn cái gì đây? Bắn cái gì ở đây? Ok á. Trời ơi. Ê vết bịt quá bạn ạ. Ôi thế bây giờ mình xác định được 2 đứa cuối luôn rồi. Một đứa bên dưới hông, một đứa bên trên là hết rồi bạn. Ui giời đất ơi. Trời ơi mình chờ cái bo cuối nó thu mà nó muốn hết thanh xuân luôn bạn ạ. Nên bây giờ không biết là cái chấm bo như nào nhưng mà mình nghĩ là tình là bo này mình tanh được. À mà quên với lại là phiên bản OB32 này ấy là con Maxim nó bị giảm tốc độ quay tay nữa bạn ạ. Đâm ra cũng hơi khó nhở. Mà mình nghĩ là tình là mình cái chỗ này của mình là cũng sát bo mình tanh bo được bạn ơi. Nha, bộ đồ đốt mình nữa đi. Ok. Nghĩ là bo nó sẽ nằm đó bên đây này. Một là nằm bên trên à không, mình nghĩ là nó xuống bên dưới rồi. Được nhá, sát tí nữa. Ok, quay tay tao mày hợp lý rồi. Ôi, chưa xong nữa à. Ê, con Maxim đợt này phế quá anh em ơi. Nó phế quá trời phế luôn ý. Rồi, đặt người chạy làm lý này. Trời ơi, top 1 luôn rồi gì nữa. Khả năng là top 1 chắc chắn bạn ơi. Bạn mình cũng sát ra cái chung tâm bo mà. Quay. Chiến ngay. Ui, tanh bo nó phải như thế bạn ạ. Tính ra là bản OB32 tanh bo vẫn được.
Nhưng mà là phải tay bo ở sát cái chấm bo nha anh em, chứ tay bo mà ngoài thì bo 5 là được thôi. Thì thôi, cho là video này của mình cũng xin kết thúc thôi. Mọi người xem video này của mình thì đừng tiếc chỉ cho mình một like và một bên dưới. Và nào tốt bộ hơn nữa thì đừng quên bấm nhận nút đăng ký kênh, bật nút chuông lên để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất các bạn nhá. Chào mọi người nhá.